xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm heo đen muối Tây Ban Nha. Trước đây cũng là lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm cái loại thịt mà nó quý sợi tộc như vậy luôn á các bạn. Đây là cái phần thịt mà được các đầu bếp chuyên nghiệp á, người ta thái từ miếng thịt lớn các bạn. Thái càng mỏng càng đều tay thì ăn nó sẽ càng ngon nha. Ở đây thì nó có một cái lớp siêu như vậy nè. Nhìn hấp dẫn quá à. Mình phải tự nhủ với lòng là phải cầm thật chắc, không để cho nó rớt được. Xin mời các bạn nha. Ngon dữ vậy chàng.